Xin chào, bạn đang đến với kênh Tốt Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị có trong ngày. Thường xuyên hợp tác với Hội Nam Thần trong các dự án điện ảnh lớn, tuy nhiên thì sự nghiệp của một số sao nữ thì vẫn long đong lận đận và mãi không thể đại bạo được. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những nữ diễn viên như thế nhé. Thứ nhất, Giang Sơ Ảnh. Giang Sơ Ảnh sinh năm 1986 tại Thượng Hải. Cô được biết đến khi xuất hiện trong tác phẩm Anh Có Thích Nước Mỹ Không năm 2013 do Triệu Vy làm đạo diễn. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Giang Sơ Ảnh đã tham gia vào nhiều dự án truyền hình bom tấn và hợp tác với các nam diễn viên nổi tiếng như Dương Dương trong Toàn Chức Cao Thủ, Lý Dịch Phong trong Anh Ở Bắc Kinh Đợi Em, Trung Hán Lương trong Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa, Vương Khải trong Thanh Bình Nhạc. Bên cạnh đó thì Giang Sơ Ảnh cũng sở hữu nhan sắc ưa nhìn và được đánh giá là có thực lực về diễn xuất, từng đoạt giải Hoa Đỉnh cho hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thế nhưng tiếng tăm cùng độ nhận diện công chúng của cô vẫn thua xa những đồng nghiệp đồng trang lứa như Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch. Dư luận nhiều đến cô qua danh bạn gái cũ của Hồ Ca hơn là những nhân vật mà Giang Sơ Ảnh đã từng thủ diễn. Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của Giang Sơ Ảnh vẫn còn một màu, không tạo ấn tượng đặc biệt. Sự kết hợp giữa cô và bạn diễn nam không tạo được phản ứng hóa học, nhan sắc nhàn nhạt không sắc sảo nổi bật khiến khán giả phải nhớ đến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong diễn xuất thì Giang Sơ Ảnh thường lựa chọn kiểu vai an toàn, ít có đột phá, thế nên sự nghiệp của cô vẫn dậm chân tại chỗ. Thứ hai, Hồ Băng Khanh. Hồ Băng Khanh là nữ diễn viên sinh năm 1992 thuộc công ty Thượng Hải Đường Nhân. Cô đã đóng chính trong nhiều dự án truyền hình khủng và hợp tác với toàn mỹ nam như Dương Dương trong Thiếu Nữ Toàn Phong, Hoàng Tử Thao, Dịch Dương Thiên Tỷ trong Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên, Hàn Đông Quân trong Trở Lại Tuổi 20. Hai tác phẩm nổi bật nhất của Hồ Băng Khanh là Thiếu Nữ Toàn Phong và Độc Cô Thiên Hạ. Thế nhưng dù đóng vai chính, cô lại lép vế chiếc Dương Dương trong Thiếu Nữ Toàn Phong và bị chiếm spotlight trước màn trình diễn xuất sắc của nữ phụ An Dĩ Hiên trong Độc Cô Thiên Hạ. Năng lực diễn xuất của cô được đánh giá là thiếu ổn định, nhạt nhòa, đôi lúc đơ cứng không tạo cảm xúc. Ngoài ra thì tên tuổi của cô được người qua đường biết đến từ những ồn ào tình ái cùng bạn diễn nam như Trần Tinh Húc hay Trương Minh Ân. Mặc dù được công ty Thượng Hải Đương Nhân o bế, nhận nhiều tài nguyên điện ảnh tốt, song cái tên Hồ Băng Khanh vẫn chưa thể vụt sáng lên hàng ngôi sao. Thứ ba, Lý Thấm. Lý Thấm là mỹ nhân sinh năm 1990, cô ra mắt công chúng khi đóng vai Tiết Bảo Thoa trong phim Tân Hồng Lâu Mộng năm 2010. Khi ấy, Lý Thấm đảm nhận tuyến vai chính, xuất hiện cùng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch chỉ đóng vai phụ. Vậy mà sau 10 năm, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đã là những ngôi sao nhất nhì showbiz xứ Trung, còn sự nghiệp của Lý Thấm cứ lúc chìm lúc nổi, lận đận quẩn quanh không thể phất lên được. Lý Thấm có nhan sắc, có tài năng, diễn xuất đa dạng và góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn, hợp tác với vô số nam diễn viên hot như Dương Dương, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, Tiêu Chiến. Bên cạnh đó, các bộ phim cô tham gia như Sở Kiều Truyện, Khánh Dư Niên, Thiên Kim Trở Về, Như Ý Truyện đều đại bạo, nhưng Lý Thấm lại không bạo. Nhiều người chỉ ra nguyên nhân mà Lý Thấm không thể vụt sáng thành sao là do các vai diễn của cô đa số thường đóng khung trong hình dạng hiền lành và nữ tính. Cô sở hữu gương mặt đẹp kiểu sắc sảo, không phải phong cách công chúng yêu thích, lại ít tham gia các show giải trí nên hạn chế độ nhận diện. Trong tương lai thì hy vọng những dự án mới như Lang Điện Hạ, Quân Trang Thân Yêu sẽ giúp Lý Thấm tỏa sáng rực rỡ hơn. Thứ tư, Cảnh Điềm. Cảnh Điềm là một người có nhan sắc nổi bật, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh và sở hữu một tài nguyên điện ảnh khủng khiến nhiều ngôi sao phải ao ước. Tuy nhiên thì sự nghiệp diễn xuất của cô vẫn cứ nhạt nhòa, không thể khởi sắc. Cảnh Điềm ra mắt công chúng vào năm 2008 khi góp mặt trong phim Sử Thi Người Con Gái đóng cùng Triệu Vy, Lưu Diệp. Kể từ đó, cô lần lượt xuất hiện trong hàng loạt những bộ phim điện ảnh bom tấn của Trung Quốc lẫn Hollywood, hợp tác với toàn siêu sao như Thành Long, Trần Tử Đan, Châu Nhuận Phát, vân vân. Bên mảng truyền hình thì Cảnh Điềm thường tham gia đóng chính trong các dự án được đầu tư lớn và kỹ lưỡng như là Đại Đường Vinh Diệu, Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ, Ban Thục Truyền Kỳ. Thế nhưng tên tuổi của Cảnh Điềm vẫn không nổi lên, thậm chí cô còn bị ví là thuốc độc phòng vé. Vì hầu hết các tác phẩm cô tham gia đều thất bại về mặt doanh thu cũng như là đánh giá chuyên môn không cao. Lý do khiến Cảnh Điềm không thể tỏa sáng chính là vì diễn xuất gây tranh cãi của cô. Cảnh Điềm tựa như bông hoa di động khi xuất hiện trên màn ảnh với lối diễn vô cảm và thiếu tự nhiên. Vì vậy danh tiếng của cô dần mờ nhạt và không lưu lại ấn tượng gì trong lòng khán giả. Thứ năm, Lý Nhất Đồng. Lý Nhất Đồng sinh năm 1990 tại tỉnh Sơn Đông. Ngay từ khi ra mắt trong vai trò diễn viên, cô nàng đã được đảm nhận vai chính của Bán Yêu Khuynh Thành. Kể từ đó, Lý Nhất Đồng liên tiếp góp mặt trong các dự án cổ trang, xuất hiện bên cạnh các mỹ nam như Lý Hiện trong Kiếm Vương Triều, La Tấn trong Hạc Lệ Hoa Đình, Trần Tinh Húc trong Tân Anh Hùng Xạ Điêu, Đặng Luân trong Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu. Diễn xuất của Lý Nhất Đồng được đánh giá là linh hoạt, chân thực, khắc họa thành công vai diễn mà cô hóa thân. Tuy nhiên thì tên tuổi của cô cũng chỉ được giới truyền thông nhắc đến một thời gian lúc phim lên sóng, sau đó thì hạ nhiệt dần và lại mất tăm. Nhiều người cho rằng Lý Nhất Đồng có lối diễn an toàn, ít đột phá, ngoại hình không nổi bật, ít tạo ấn tượng đến người xem nên cô không thể bước vào hàng ngũ tiểu hoa đán.
Chúng mình là Top Sao Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.